Đây đi cưa cái gì nữa anh Tùng? Chú vừa kêu là vô đây cưa phá vườn để cải tạo vườn tạp mà để coi coi như ra sao đây. Ôi, cái cây này nè. Rồi nhánh sữa bị tét nhánh. Vậy là xong một cây cốc của gì đây để em thúc ra luôn hả? Khỏi làm mày cốc pha gì hả? Quá dữ quý vị ơi. Rồi. Hay quá. Bữa nay anh Du Khỉ đi cưa cây mà không cần cưa luôn. Rồi. Anh bóc ra em cưa giùm em đi sao mà em di chuyển ra ngoài kia. Cưa vô cưa hai làm luôn á. Cưa hai hả? Cưa hai đi, cưa lục cái này đi đâu? Hả? Đi ra dục á. Dục như thiên thiên ơi. Hả? Đi xong vậy khiên một mình đây hai người khiên cưa không có cưa hai để cho ông khiên. Thưa quý vị, thì bây giờ anh Tùng tiếp tục ra ngoài vườn để cưa mấy cây dừa nha quý vị. Mời quý vị tất cả các bạn anh chị em đón xem nha. Đây thì bên kia có mấy anh Dân, anh Dũng với anh Cường rồi đang cưa mấy cây dừa bên đây. Bây giờ anh Tùng đang chuẩn bị ra cưa luôn. Rồi đây anh Cường đang cưa cho một cây dừa chuẩn bị hạ nha quý vị. Wow, hết sức. Thì bên kia chú Ba cũng đang trèo lên chuẩn bị cuộc dây hạ cái vườn kia luôn quý vị ơi. Thì mấy cây dừa này là nhỏ nhỏ không mà quý vị, cây 5-6 thước, 7-8 thước à.
Xong được một cây nữa quý vị ơi. Rồi xuống. Hết biết luôn rồi, ngã mát quý vị ơi. Bị hạ cây bên đây luôn quý vị ơi, cũng khá là nhiều trái. Bên kia có mấy buồng à, lúc bên đó đó. Cây nữa quý vị ơi, chuẩn bị mấy cây tiếp nữa. Giờ mình theo anh Tùng coi anh Tùng cưa cây gì nha quý vị. À, cái sầu riêng quý vị ơi. Wow, cái sầu riêng nó bị sâu ăn hư hết rồi quý vị. Rồi luôn, cái ổi luôn. Cưa luôn cây bưởi.
Rồi tiếp tục đi cây khác nữa quý vị ơi. Mấy cái ổi làm gì vậy? Rồi nhóm nhóm góc luôn kìa. Không gãy nổi. Bứng làm kẽn à? Thì chưa cho ông làm gì ông làm. Phải nói cho rõ. Ý là cho ông á. Hay là bán bán. Chuẩn bị cưa một cây dừa này nha quý vị, chuẩn bị nha, cho nó ngã luôn. Anh Dũng đang cục cái đọt ở trên đây. Đây vừa hết rồi kia, đợi thôi lại em chịu chứ nữa. Anh Tùng đang chuẩn bị hạ một cây sầu riêng nữa. Mấy anh YouTuber bỏ chạy qua hướng ở đây. Đông. Rồi vậy là cưa mấy cây dừa với mấy cây cóc cây ổi trong vườn này đã xong rồi quý vị ơi. Thì cuối video thì Hai Lúa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn anh chị em cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video Hai Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp thành công nhất nha. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm theo dõi video Hai Lúa nha.
Thì quý vị anh chị em thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông chia sẻ để nhận được những video mới nhất hai lúa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo hai lúa.